nhất của em là người khác nói nặng em tí xíu là em sẽ chạy lên phòng em ngồi khóc nhưng gái gì. Trời đó, nghe không? Nghe. Chỉ cần chọc giận cái lên phòng khóc như con gái vậy đó. Vậy chắc em phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn đó. Hả? Cũng được, hợp dạ, lý. Em cũng cần một người phụ nữ mạnh mẽ. Có tật xấu gì không? Thì ngủ thì không mặc đồ thôi. Hiện tại đang ngủ với ai? Dạ một mình, không thể ngủ với người khác được. Không mặc đồ gì hết? Thì sẽ có mặc đồ. Không mặc gì cả? Dạ. Mặc đồ vô ngủ không ngon. Không mặc ngủ mới ngon. Dạ, nó hơi khó chịu. Máu huyết lưu thông. Dạ. 8 cái hộp luôn đó. Còn nữa chị ơi. Ý là dù em có mặc bao nhiêu đồ anh cũng cởi hết. Bạn trai đang cười thúc thích, chắc là đang vui lắm đây, đang háo hức chờ gặp bạn gái đúng không? Hello em. Dạ chào chị. Ờ, chị nào? Dạ chị Cát Tường. Rồi, chưa có mở mặt nạ ra mà tôi thấy đoán có vẻ cũng hơi đẹp trai đó. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ ra mời bạn gái vô nha. Dạ dạ. Ừ. Rồi mời em vào trong. Rồi được chưa? Mở mặt nạ ra đi Nam ơi, tôi hỗ trợ phụ nữ thôi. Dạ chào rồi. Chị. Trời ơi, đeo mặt nạ có lằn lên đổ mũi luôn ha, massage chút xíu nè. Rồi. À, chào em. Chương trình và chị Cát Tường. Ừ. Dạ, em tên là Đỗ Huỳnh Quốc Khánh, em sinh năm 1993. À, em quê em ở Bình Thuận. À, em vô đây sống với gia đình. Vô lâu chưa? Dạ, vô cũng mới đây 20 năm rồi. Chơi chữ tôi mới 20 năm mà ha. Công việc mình hiện tại là công việc gì? À, gia đình em làm bên đầu tư nhà đất, nên em làm môi giới cho gia đình. À, làm môi giới cho gia đình về đầu tư nhà đất. Trước đây mình học cái gì ra? Dạ, em mới học xong 12 thôi. Mới học xong 12 là phụ gia đình luôn tới giờ. Có vốn riêng không? Dạ, có gia đình thôi, cũng chưa có vốn. Có gia đình thôi, làm nhiêu là ba mẹ quản lý hết phải không? Phụ giúp gia đình thôi đúng không? Tuổi trẻ tài cao, tương lai còn dài. Mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh đối diện ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chu Thị Tiên. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cái Bè Tiền Giang và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ, đang làm công việc gì cơ? Dạ, hiện tại thì em đang làm giáo viên tại trường quốc tế Bắc Mỹ. Dạy về cái gì? Dạ, em hỗ trợ người nước ngoài phụ trách cái môn lịch sử, địa lý, tiếng Việt mà dạy bằng tiếng Anh. À, nói chung là em hàng ngày là em dạy bằng tiếng Anh hay dạy bằng tiếng Việt? Dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Muốn học tiếng Anh không? Dạ có, và cũng đang cần người bạn dạy tiếng Anh. Đang cần người bạn dạy tiếng Anh. Dạ. Tuyệt vời. Đầu tiên có một sự trùng khớp, một bên cung một bên cầu. Được. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em cảm nhận thấy mình là người nấu ăn cũng khá là giỏi, vui vẻ, hòa đồng, hài hước và năng động. Ừ. Còn điểm yếu của em là hơi nhạy cảm với lại mù đường. Ừ. Dạ, mù đường là nhiều khi một cái con đường đó em đi ra rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn đi lạc. Có một lần em đi qua nhà bạn em chơi chợ Bà Chiểu, bạn đi là em nhờ bạn em phải vẽ một cái bản đồ cho em là bây giờ mày phải đi thẳng, sau đó mày gặp đèn xanh đèn đỏ biểu trái, xong rồi biểu phải gặp cái con đường gì đó thì em đi được. Xong cái bạn về em tự tin là em có thể đi được, xong cuối cùng em đi lạc tới bến xe An Sương luôn. Phụ nữ thì thường hay vậy, bởi vì mình phải cần có người đàn ông. Dạ. Còn em? Dạ, thì em điểm mạnh là em thật thà thẳng thắn. Thật thà thẳng thắn với lại chân thành. Chân thành. Dạ. Và em rất giỏi về chụp hình. Giỏi chụp hình. Dạ, và biết rất nhiều đường trên thành phố này luôn. Wow, lại một hồi nãy bên đây là cung, bên đây cầu, bây giờ ngược. Dạ. Lại bên đây. Em thích chụp hình. Thích chụp hình lắm hả? Rồi một chút xíu nữa sau khi cửa trái tim này mở ra sẽ có một cái màn chụp ảnh, được không? Dạ được, em sẽ tạo dáng cho bạn nó chụp. Đúng luôn, chị cũng muốn nữa. Điểm yếu của em là người khác nói nặng em tí xíu là em sẽ chạy lên phòng em ngồi khóc nhưng gái gì. Trời đó, nghe không? Nghe. Chỉ cần chọc giận cái lên phòng khóc như con gái vậy đó. Vậy chắc em phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn đó. Hả? Cũng được, hợp dạ, lý. Em cũng cần một người phụ nữ mạnh mẽ. Có tật xấu gì không? Thì ngủ thì không mặc đồ thôi. Hiện tại đang ngủ với ai? Dạ một mình, không thể ngủ với người khác được. Không mặc đồ gì hết? Sẽ có mặc đồ. Không mặc gì cả? Dạ. Mặc đồ vô ngủ không ngon. Không mặc ngủ mới ngon. Dạ, nó hơi khó chịu. Máu huyết lưu thông. Dạ. Có tật xấu gì nữa không? Có khi là ở một mình, thường ba mẹ đi công việc. Ừ. Thì em ở một mình em không mặc đồ rồi em chạy vô phòng vệ sinh em tắm, giống như là đang đợi một cơn mưa vậy đó. Hồi nhỏ là em thích ra trời mưa mà không mặc đồ để em tắm lắm. Rồi bây giờ không có chạy ngoài đường thì chạy trong nhà. Chạy trong nhà, chạy ngoài đường là người ta bắt á. À, hồi nhỏ ở trường vòng vòng tắm mưa. Bạn đó cũng có những cái giống em hồi xưa, hồi còn nhỏ em cũng vậy. Thì hồi nhỏ ai em ở trường tắm mưa, nhưng bây giờ vấn đề bạn ấy lớn rồi, bạn ấy vẫn ở trường đi tắm. Không, mà giờ em lớn rồi không có vậy nha chị. Mà bạn ấy vẫn vậy, em nghĩ sao? Hơi kỳ. Tao có mình đâu, sẽ, đâu kỳ. Có người thì em sẽ sửa chứ không thể nào. Cần gì sửa, rủ người đó làm chung.
Được không? Để em phải suy nghĩ lại chị. Vui á. Lạ đó. Gu lạ. Được. Tình trường sao? Dạ em đã trải qua một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm? Dạ, và một đã chia tay 5 năm. Dạ. Trời ơi, cuộc đời chị chưa có bao giờ quen ai mà dài dữ vậy hết trơn. 5 năm sao chia tay ủ vậy? Dạ, lý do mà khiến hai người chia tay á là có những cái quan điểm sống nó không có trùng với nhau á. Đỉnh điểm chính á là do là anh ta phản bội với người thứ ba. À, là do có những cái không trùng khớp. Dạ. Rồi đâm ra không có, thay vì là giải quyết, mình quen lâu quá có một giai đoạn sẽ cảm thấy chán nhau. Dạ. Phải không em? Có một giai đoạn bị chán thì thay vì cái đoạn đó mà mình tình cảm với nhau hơn là mình vượt qua. Còn đằng này anh ấy đã có một phút sai lầm, đúng không? Dạ. Không bỏ qua được, không tha thứ được, không hàn gắn. À, em thì là tha thứ cho anh đó nhiều lần rồi, nhưng mà em nghĩ là anh đó thì, nhưng mà một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Rồi hiện tại còn liên lạc với nhau không? Dạ không, hiện tại thì anh đó đã lấy vợ được 2 tháng rồi. Lấy cái người đó hay là lấy người khác nữa? Dạ người khác. À, có nghĩa là cũng không phải nguyên nhân là để bỏ em để theo cái cô đó, mà anh này là khác nữa. Nhưng mà em chia tay với anh đó lâu chưa? Chia tay hơn 1 năm rồi ạ. Rồi bây giờ có còn thỉnh nhớ tới cái mối tình 5 năm đó không? Nếu mà nói mà mình không nhớ thì mình cảm thấy là đó là không phải là tình yêu. Thì lâu lâu thì em cũng hay nhớ về những kỷ niệm, hoặc là những cái con đường mà hai người đã từng đi qua thì em vẫn nhớ. Những kỷ niệm đẹp thì em vẫn giữ trong tim mình ạ. Những con đường đó đường nào? Nói mai mốt rủ ảnh đi qua con đường đó để đạp lên những kỷ niệm. Hay là sẽ không bao giờ đi lại những con đường đó? Chắc chắn là em sẽ đi lại những con đường đó và xem đó là những kỷ niệm đẹp thôi. À, ai cũng sẽ có những cái quá khứ, có những cái quá khứ đẹp, có những cái quá khứ không đẹp, nhưng tất cả đều là những trải nghiệm của cuộc đời và chúng ta nên trân trọng mỗi cái khoảnh khắc đã qua với mình. Và em nghĩ là em cũng nên là cảm ơn người đó rất là nhiều vì nhờ người đó mình tới ngày hôm nay em cảm thấy em rất là trưởng thành nhiều hơn, như lúc trước thì em có là sống rất là trẻ con. Đó là những cái nhiều khi mình nói đó là cái giá của cuộc sống, mình phải trải qua thì mình mới có sự cảm nhận, mình mới trưởng thành. Em thì sao? Dạ em có một mối tình lúc đi học mà năm 11 thôi. Nhưng mà ba mẹ em khuyên thì không nên tiếp tục nữa thì em ngừng lại để em tiếp tục học. Rồi còn về sau thì có một số cuộc tình thì em thoáng qua vậy thôi chứ cũng không có. Vậy là cũng chưa có cuộc tình nào sâu đậm. Nhưng bây giờ em đã muốn có một cái mối tình khắc cốt ghi tâm chưa? Hay là vẫn chưa nghĩ tới, hay là nghĩ mình còn trẻ, hay là mình còn lông bông, hay mình còn ham chơi? Dạ thì em cũng muốn có một người bên cạnh để mình cùng hướng đến cái mục tiêu lớn của em. Kế hoạch của em là bao lâu thì em sẽ lấy vợ? Tầm khoảng 2 năm, 3 năm. 2-3 năm nữa. Em thì nghĩ sao? Dạ thì hiện tại công việc của em cũng chưa ổn định. Em dự định là khoảng là ít nhất là khoảng 1 đến 2 năm nữa thì em mới nghĩ đến việc lập gia đình đó. Thật ra phụ nữ nha, nếu mình quen người ta lâu, mình không có cái ý tiến tới hôn nhân, người ta cũng sẽ nản. Mình quen nhau 6 tháng 1 năm mình cảm thấy hợp thì mình đã bắt đầu hứa hẹn và bắt đầu vun đắp, rồi mình lên kế hoạch cùng nhau. Chứ chị nói thiệt, chị quen ai mà kéo dài quá mà quen 6 tháng rồi mà không thấy ai, người đó nói là mình sẽ lo lấy nhau nha em, hay là như nào là mình sẽ nản liền. Dạ. Lý do tại sao em phải muốn tới 2-3 năm nữa? Thì cũng như bạn mình đó nói thì em nghĩ là mình cũng phải nên ổn định mọi thứ. Và em phải chắc chắn, em phải có thể lo lắng cho người ta được thì em mới dám quyết định làm cái điều đó. Cũng đúng. Dạ. Mẫu người bạn trai mà em mong muốn tìm kiếm? Mẫu người bạn trai thì em không có quan trọng là người đó phải cao to, đẹp trai, sáu múi gì, mà quan trọng là cái nội tạng bên trong như thế nào. Cái nội tạng? Không, ý em ở nội đây tạng là... hết em. Ý em ở đây là anh ta có một trái tim ấm áp, biết yêu thương. Và đặc biệt là phải lễ phép tôn trọng người lớn và đặc biệt là với phụ nữ. Những tiêu chuẩn đó có khó lắm không? Dạ, được. Rồi cái nội tạng em hư chỗ nào? Cái phần nào hư? Chị sẽ đi thay thế, ghép tạng cho em. Dạ em bị bệnh thận á chị. Dạ, bệnh thận hay đi tiểu nhiều thôi. Đó là cái hư rồi đó. Có đi khám bệnh chưa? Dạ có khám nhưng mà bác sĩ nói bình thường, không sao, em cứ sống tiếp tục. À, bình thường. Chị đây, năm chị 18-20, chị đi diễn cho đoàn kịch thành phố Hồ Chí Minh, cả đoàn. Và đến tận bây giờ xong 24 năm làm nghề, ai cũng biết. Đi đâu có chị Tường là lúc nào cũng phải nghiêm kiếm toilet. Cứ bình quân một tiếng chị sẽ đi toilet một lần. Sự giống em vậy. Nhưng mà chị đã đi khám bệnh rồi, khám thận luôn. Dạ. Nhưng mà người ta nói bình thường. Mà nhiều người cứ nói là nhỏ này thận yếu, nhưng chị đi khám bệnh thì vẫn bình thường. Dạ, nhưng mà cứ bình quân một tiếng là chị sẽ đi toilet một lần. Một đêm ngủ chị sẽ đi toilet 2-3 lần trong đêm là chuyện bình thường. Dạ, thì đó lý do là em không mặc đồ này. À, để mất đỡ mất công đó, phải không? Cũng hay. Dạ. Có lý do hết nên mới vậy thôi. À rồi, vậy chắc tôi phải bắt trước quá. Rồi, được rồi. Mẫu người bạn gái của em? Có đôi mắt đẹp và giọng nói dịu hiền. Nãy giờ giọng nói nghe thấy sao? Dạ, giọng nói cô giáo thì thường là rất là hay và tuyệt vời. Đôi mắt đẹp.
Trời ơi, cái này đông quá sao mà thấy được. Trời ơi trời, kiếm chắc chết quá. Này nè, tấm này ít còn đỡ nè. Đây, cô gái có đôi mắt đẹp. Chàng trai của tôi đâu? Kiếm đi, cũng tương đối dễ kiếm đó. Dạ. Hãy cho nhau một gợi ý đi. Em hãy nói cho anh cô ấy biết một cái gợi ý để có thể tìm em. Anh mặc áo trắng quần đen á em? Ờ, hình như ai cũng mặc áo trắng quần đen cộng hết đúng không? Được. Ai cũng mặc áo trắng quần đen. Em cho ảnh một gợi ý luôn đi em. Anh thấy ai có đôi mắt đẹp nhất đó là em. Trời ơi, đúng hay quá em ơi luôn. Ai đôi mắt đẹp nhất á, ráng kiếm đi. Lấy kính lúp. Lần sau các bạn tham gia chương trình hẹn ăn trưa nhớ đem theo cái kính lúp để rọi hình nha các bạn. Tấm đó là dễ tìm nhất á, tìm đi. Nhận ra chưa? Em nghĩ cái bạn ở giữa nè. Nghĩ bạn ở giữa? Dạ, này. Lý do? Bạn có đôi mắt đẹp. Phải không? Rồi, ráng đi. Ráng bảo vệ cái quan điểm đó của mình đi. Dạ, ra dạ. Chưa? Chị, em đang phong cho hai người. Hai người? Dạ. Ai với ai? Rồi vậy em chỉ chọn một thôi chứ em đâu được chọn hai người. Nhưng mà phải coi nha, anh đó xuất hiện trong tất cả các tấm hình. À, vậy là... Vậy tại là... vì hình của ảnh đưa, phải có ảnh anh mới đưa chứ, không có hình ảnh anh cất làm chi. Còn 15 giây nữa thôi, hãy đưa ra quyết định của mình. Anh chàng đó, đâu ảnh là anh nào bên đây đâu? Sao em thấy không giống ta? Anh này chị ác dễ sợ luôn á. Tìm đi, ảnh sẽ xuất hiện trong cả hai tấm hình đó. Ai là người xuất hiện trong hai tấm hình? À, nhìn này. Rồi, bạn hãy giữ quan điểm của bạn đi. Được chưa? Dạ. Nhìn kỹ chưa? Bây giờ cánh cửa trái tim sẽ được mở ra. Hãy xem bài test nghiệm đầu tiên của chúng ta như thế nào. 1 2 3. Chào em. Dạ, chào anh. Sao hai em? Sai dạ. Chị ơi. Rồi, em cũng sai bét luôn. Sai hết rồi. Trời ơi, cái trời, anh có món quà anh gửi em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cái món quà này thì nó có hai cái ý nghĩa. Dạ. Một là cái ý nghĩa là anh gói quà có bao nhiêu khó khăn hay là cản trở gì anh cũng sẽ chinh phục được con tim của em. Và còn cái món quà ở trong á thì nó sẽ là bảo vệ cái làn da của em. Dạ, em mở cảm ra ơn để anh. Nghiên cứu thêm. Em có thể mở ra nghiên cứu, mở ra nghiên cứu. Anh nói hơi rối không hiểu. Gói là anh tự gói. Anh sẽ chinh phục, gói quà kỹ quá ha. Dạ. Con trai mà gói khéo quá chị. Thấy da cổ đẹp không? Dạ đẹp. Rồi bảo vệ da. Dạ. Nữa hả? 8 cái hộp luôn đó. Còn nữa chị ơi. Ý là dù em có mặc bao nhiêu đồ anh cũng cởi hết. Đúng ý ông rồi. Bình tĩnh ngồi xuống mở đi em. Mở tới sáng lận em. Anh gói kỹ quá. Rồi. Mở nữa đi em. Anh mở, mở nắp rồi nắp. Anh đi 1, 2, 3 đi em mở. 1, 2, 3. Chưa đâu em. Trời, anh chơi ác dễ sợ luôn. Thì ý anh nói là anh sẽ cho dù cái cản trở bao nhiêu thì anh cũng sẽ đến chinh phục con tim của em là như vậy đó. Chị ơi, còn một lớp nữa. Tới chưa? Tới rồi chị ạ. Tới rồi ha. Hay da, cũng khổ cực lắm em ơi, tình yêu tên mà. Tên. Rồi, chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ làm một tấm hình để thử tay nghề nè, photographer nè. Sorry nha. Ok, được. Quà nhỏ. Ồ, em cũng có quà ha. Cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ. Nó là gì vậy em? Dạ, nó là một quyển sách. Dạ. Anh đọc xong thì anh sẽ nói ý nghĩa quyển sách đó cho em nghe nha. Tại vì em cũng mới mua nên em chưa đọc, mà khi nào đọc xong thì cho em mượn đọc nha. Ok. Đọc xong nhớ cho mượn đọc nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có một ít thời gian để cùng tâm sự với nhau kỹ hơn. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món mì tương đen và món mì cay tại nhà hàng Di Madrid. Rồi, ăn, thưởng thức món ăn, nêu cảm nghĩ của mình và đặc biệt là phải tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn thật ngon. Dạ, không ạ. Thưa em thì nếu mà anh với em trở thành vợ chồng thì em có cái mục tiêu lớn nào không? Thì hiện tại em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm nữa mới kết hôn nên là em cũng chưa nghĩ tới cái vấn đề là khi trở thành vợ chồng thì phải như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là để trở thành vợ chồng thì hai người nếu mà có một vấn đề hoặc là một cái chuyện gì đó xảy ra thì mình nên chia sẻ với nhau để mình cùng giải quyết vấn đề để tốt hơn ạ. Thường thì nếu mà anh với em có nếu mà có thành vợ chồng thì anh sẽ đặt cái mục tiêu lớn là trên hết. Dạ.
Còn cái trong cái quá trình mình làm vợ chồng thì cái chuyện con có con thì là do số trời thì mình phải nhận thôi. Như anh nói ví dụ đi ha. Dạ. Thì mình có thể mua được 2-3 căn nhà ví dụ như vậy. Thì như vậy nó sẽ có cái mục tiêu cuộc sống hơn. Còn đối với em thì cái cuộc sống của em thì nó như thế nào? Dạ thì mục tiêu trước mắt là em muốn là ổn định công việc trước. Rồi sau đó thì em cũng muốn là mình sẽ tích kiếm một số vốn để mình có thể tự mua nhà. Đó là những mục tiêu và những định hướng sắp tới của em. Anh thấy em nói em dạy tiếng Anh á, anh cũng đang rất có nhu cầu học tiếng Anh. Bởi vì chị anh ở bên Canada. Dạ. Thì đang là quốc tịch chuẩn bị mà chị anh nói anh phải đi học tiếng Anh. À. Nếu thực sự thì anh thay vì anh đi mướn người ta dạy thì anh nghĩ em dạy cho anh thì anh sẽ dạ, em hiểu ý anh nói. Dạ, hàng tuần thì em được nghỉ thứ bảy chủ nhật á, thế thì em sẽ dạy cho anh. Cảm ơn em, không em. Dạ, hiện tại còn em không biết đường thì anh có anh đây, còn muốn chụp hình thì có anh luôn. À, anh sẽ chụp em những mô hình tuyệt đẹp nhất. Dạ, cảm ơn anh. Hiện tại là anh đang sống cùng với ba mẹ thôi. Còn em thì sao? Dạ, hiện tại thì em đang sống cùng với chị em. À, em ở nhà thuê hả? Thuê ở đây sao? Thật sự thì nếu mà anh nói luôn là đầu tiên là anh phải có cái bổn phận làm con chứ. Dạ. Làm con là chăm sóc cha mẹ anh. Dạ đương nhiên rồi, cái điều đó là rất là quan trọng đối với bộ phận của con cái anh mình. Anh có một đứa em nữa. Dạ. Anh phải thay ba mẹ anh chăm sóc đứa em đó nữa. Tại đứa em anh còn nhỏ. À, em của anh là bao nhiêu tuổi vậy anh? Học lớp 12. À, dạ. Nhưng mà ba anh thì rất là lo cho em, cứ phải luôn bên cạnh nó để chở nó đi học này kia. Dạ, anh là bé trai hay là bé gái ạ? Bé gái. Dạ. Nên hai cái bổn phận đó anh phải đầu tiên phải đạt được trước. Dạ. Xong rồi anh sẽ mới lấy vợ. Và sẽ hoàn thành cái tài chính của mình để lo được cho người ta. Dạ. Dạ, dạ em mời anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Ủa anh có ăn cay được không ạ? Được em. À. Còn em thì sao? Dạ em ăn được. Anh thích nhất là ăn món gì vậy anh? Anh thích nhất ăn món bò đó em. À bò kho được hả anh? Còn hải sản thì anh bị dị ứng nên anh không thể dùng được. Dạ. Mà sao em quyết định em chọn công việc là dạy tiếng Anh? Tại vì em cảm thấy là em hợp với làm việc, hợp với con nít hơn. Em rất là yêu thích những đứa con nít. Mỗi lần mà em tiếp xúc hoặc là nói chuyện với em cảm thấy giống như là em rất là... nó lắm hả? Dạ em rất là yêu thương những đứa chứ. Tại vì anh cũng cần một người mà yêu thương con nít thì mới có thể dạy dỗ con mình được chứ. Khi mà anh mà chơi cùng những đứa con nít á, anh đừng có đóng vai là người lớn mà anh hãy đóng vai là những đứa trẻ chơi cùng với các bé luôn. Tại sao vì... không ăn? Dạ. Phải vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Dạ. Nếm thử món ngon của nhà hàng chuẩn bị cho mình chứ. Dạ. Nghe trò chuyện về chăm sóc con cái đồ á ha, con nít đồ ha. Rồi, sao em? Món mì đen nó như thế nào? Dạ ngon ạ. Dạ. Thì cay cay lắm không? Dạ tuyệt vời. Tuyệt em vời. Thì cái độ cay của em thì đạt đỉnh được. Nhưng đạt mà cái này được. Nó quá nhẹ. Ồ quá nhẹ vậy là. Nhưng mà nó rất là ngon thiệt. Đậm đà. Dạ đậm đà. Nhìn tôm tươi tươi quá ha. Dạ dạ. Em ghét nhất điều gì nhất ở người bạn trai? Em ghét nhất điều ở người bạn trai đó là gia trưởng ạ. Em có phải là người gia trưởng không? Không hề có chuyện gia trưởng luôn. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Ba mẹ còn khỏe. Dạ phụ lo cho cháu. Hai chồng tung tăng. Sướng quá trời luôn đúng không? Dạ. Rồi, mời hai bạn bốc một lá bài để mà đọc cái yêu cầu trong này. Bạn hãy yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc khích đất. Sao đúng bài của em luôn á. Đúng bài luôn hả? Chị muốn em khích bao nhiêu cái? Khoe body luôn ha. Bạn gái muốn bạn trai khích bao nhiêu cái? 10 cái đi ạ. 10 cái đi ạ. 1. Trời, khích sâu lắm nha. 5 6 7 8 9 10. Giữ body chuẩn ha. Rồi. Tay em gái. Dạ. Yeah. Nắm tay 30 giây và hãy cảm nhận. Cho bạn ấy mượn tay đi em. Hai bạn đứng lên nắm tay nhau đi. 30 giây rồi hãy nói cảm nhận của mình. Dạ được rồi ạ. Sao em? Dạ cảm nhận thưa là cảm nhận là tay của em thì hơi lạnh và tay của anh đó thì rất là ấm áp. Ấm là chắc nhiều khi mới hít đất nó nóng người á. Dạ. Còn em có cảm nhận gì? Dạ tay mềm mại đẹp. Bây giờ chị hỏi hai bạn thêm một câu nữa. Từ nãy giờ khi cánh cửa trái tim này mở ra, hai bạn đều đoán trật hết trơn phải không? Dạ. Cái cảm xúc đầu tiên của mình khi thấy mặt đối phương là mình nghĩ gì? Mời em. Dạ
bạn đó rất đẹp và rất tuyệt vời và rất đúng với cái gu em tìm kiếm luôn. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Dạ vui lắm. Vui lắm. Dạ. Còn em gái? Dạ, cảm xúc của em là em cảm thấy là bạn trai này là một người rất là chín chắn và cách nói chuyện thì em cảm thấy là bạn này có thể cho em được sự an toàn. Đó là những cái nhìn đầu tiên. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nút bấm này là nút bấm để bắt đầu cho một mối quan hệ nam nữ, không phải nút bấm để bạn bè tìm hiểu để có thể tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy trái tim mình rung động mới bấm, cảm thấy không rung động không bấm. Tại vì bấm nút trước sự chứng kiến của rất nhiều người, bạn bè, người thân, mọi người đang theo dõi chương trình nhá. Suy nghĩ thật chín chắn và đưa ra quyết định của mình. Nếu đúng là cơ hội rồi thì phải nắm lấy. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao hết thời gian mà cái lẹt tẹt nó làm chậm chạp vậy? Cuối cùng là em có bấm hay không? Dạ có, mà tại em đẩy, em bấm nên sao nó không lên. Bạn trai có bấm hay không? Dạ có. Tại sao hít đất rất là mạnh mẽ mà bấm nút chậm vậy? Sau 3 tiếng đếm rồi mà vẫn chưa có đèn, vẫn chưa cháy. Trời, bấm quá trời. Được rồi, bây giờ thì cháy rồi, giờ bấm gì nữa? Dạ trời, em thử cái nút này nó cạn á chị. Đúng rồi chị, em cũng nghĩ là bấm lên nó lên rồi, em đẩy hoài nó không lên. Dạ. Tình yêu đôi lúc cũng phải cần có sức mạnh em à. Không phải chỗ nào cũng có cảm ứng đâu em nha. Dạ. Rất may mắn cho hai bạn. Trời. Nếu tôi khó tính là tôi không chấp nhận cái kết quả này đâu. Dạ dạ dạ. Nếu mà Tường không chấp nhận thì các bạn nghĩ sao? Dạ thì em nghĩ chắc lát nữa hẹn bạn ra uống cà phê. Trời ơi, thế bởi vậy thôi, qua đứng một bên đi. Được rồi. Dạ. Mình có xem chương trình Hẹn Ăn Trưa này nhiều không? Dạ, coi nát luôn á chị. Coi nát luôn. Dạ. Dạ, vậy bây giờ chúng ta hãy làm thủ tục đầu tiên. Thủ tục gì ta? Đừng có nói coi nát mà không biết là làm sao. Đấy, khi bấm nút làm kêu gì? Là hôn bạn nữ. À, sao tự nhiên nhìn tôi chi vậy? Phải hôn tôi đâu mà nhìn tôi. Anh xin phép nha em. Dạ. Coi nát chương trình hết trơn. Cảm nhận như thế nào? Tóc thơm. Tóc thơm. Dạ. Cố gắng nắm thật chặt tay nhau nha. Dạ, hai dạ. Bạn còn rất trẻ. Ha, nhưng dạ, dạ, đoạn đường còn rất dài, hãy vun đắp cho cái cây hoa tình yêu này của hai bạn nha. Dạ, dạ. Sớm báo tin vui cho chương trình. Đây, gửi cho các bạn những tấm vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng, đến đó để thưởng thức những bộ phim hay trong một không gian rất lãng mạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Và bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt thôi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn ơi.